Hello and what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Chucky Nguyễn Baby. Ok, thì như tựa đề của video ngày hôm nay thì đây là một cái sản phẩm mà mình nghĩ là mình không thể bỏ lỡ và các bạn cũng không thể bỏ lỡ. Đây là một sản phẩm mới, bài hát tên là Get Some More của thầy Son 7 đó baby à. Ok, thì hiện tại là ngày 14 tháng 8, một ngày gọi là chủ nhật cũng khá là rảnh rỗi của mình, nên là mình quyết định làm cái reaction cho cái video này luôn. Và không mất thời gian các bạn nữa, chúng ta tới với phần reaction thôi nào. Và nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của mình, nếu mà các bạn chưa bấm nút subscribe thì hãy check phía bên dưới và hãy bấm nút subscribe giúp mình nhé. Ok, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xem xong video này cảm thấy vui và cảm thấy có một cái năng lượng gì đó tích cực từ phía mình thì hãy để cho lại cho mình một nút like nhé. Ok, và let's go baby. Ok, thì trước khi bấm play video này, như thủ tục của mọi video thì nhắc nhở các bạn cái việc uống nước always stay hydrated. Đây không phải là quảng cáo nhưng mà mình luôn nhắc nhở các bạn cái việc uống nước và cũng như là hãy quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Ok, let's go baby. Ồ, đẹp vậy. Yeah. Và em muốn gọi thì em cứ gọi vào đây lúc thấy cô đơn. Yeah. Em muốn nói thì em cứ hỏi điều ấy có kết thúc vui hơn. Tôi Louis Burberry chứ lời hoa mỹ em đâu có cần. Náo xa mỹ phong thái Bentley thêm vài đôi Jordan. Get some more, vài đôi Jordan. Get some more, PVS Diamond. Get some more. Buộc giày và chỉ mong mau tan ca. Khi đôi tay đang làm việc mà đầu óc nơi hai ta hay ngang qua. Đây phải gói trọn hết vấn đề vào một ly nồng độ cao. Có thể phơi ra những nỗi niềm cùng người hiểu ý. Hiểu ý em rồi sao? We get lit, áo thun đang bật lên. Em thường nói rằng tụi anh ăn chơi chẳng ra gì hết. Sau những lần va chạm giờ anh chỉ muốn mang vali cash. Anh đi thi không phải để tranh who is the best. Yeah. Sống với nhau bao lâu em đã thấy ở anh điều em ghét. Muốn xem anh sẽ thay đổi chỉ cần câu hỏi này em say yes. Ở trong thế giới của anh có em không chỉ trên hết. Ở ngoài xã hội ông anh nói thứ ông có đó chính là hết. Yeah, và em muốn gọi thì em cứ gọi thì em cứ gọi. Và em muốn nói thì em cứ gọi thì em cứ gọi. Yeah. Nói ở trên đầu mỗi em đâu có cần. Nhưng khi mình bước đi chung một đôi ta có thêm cố phần. Yeah, get some more, có thêm cố phần. We get some more, VVS Diamond. Get some more, get some more, get some more. Thánh tâm em qua tỏa sáng anh như thiêu thân cứ bay vào. Rời khỏi thì không thể thiết anh rời mắt một giây nào. Lên những ký ức trong đầu anh em đã cây vào. Yeah, 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 yeah. Em thấy sao? Ta đã bước theo con tim không còn ngây thức. Em đã viết lên thâm tâm anh một tính ra chill quá ha, cái bài này nghe rất là chill, nghe rất là cuốn luôn, kiểu như là mình cứ có thể ngồi nghe mà cũng không có thể gọi là nói gì luôn cũng được, nhưng mà mình nghĩ là mình nên dừng video để nói cái phần này. Ok, thật sự là mình rất thích cái bài này. Đây là một trong những cái điều mà mình rất là thích của anh Son 7, đó là cái việc là làm một cái bài hát nghe nó rất là đơn giản, nó không có kiểu gọi là quá là cầu kỳ, nó rất là đơn giản và kiểu nhưng mà cái người làm cho người nghe nghe rất là kiểu muốn gật gù và kiểu muốn nghe tiếp nghe tiếp nghe tiếp á. Đây là mình nghĩ là cái mình thích nhất ở Son 7 là về cái màu này, cái style này. Dạ, yeah. Nghe thích ghê, chắc mình nghĩ là tí nữa mình sẽ nghe lại á. Chill phết. Ta đã bước theo con tim không còn ngây thức. Em đã viết lên thâm tâm anh một dòng ký ức. Như đã biết đến tên nhau từ ngàn muôn kiếp trước. Yeah 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 yeah. Thiên hạ dùm ngó bởi vì con có quá nhiều tiền phớt. Forgive me lo con say vì đẹp con chết vì nớt. Đưa vào con tim nhận lấy cho mình một ký kết. Đưa cái đôi ta bay vào không gian như đi lần mớt. Cái gì vui anh rock vô ly. Đêm công em thân đa lô chi. Về bên nhau ta cởi bỏ hết. Nào thân thế giờ phải vế. Sống cho mình một gia đình nhưng thằng em bé luôn hai nghề. Hồi đó gây với chỗ làm mấy đồng tiền lẻ bỏ anh về. Anh sẽ kiếm nhiều hơn thế đó anh thề. Mỗi buổi sáng anh nghe âm nhạc của anh vang xa hơn. Mỗi buổi chiều anh thấy thằng em của anh lại ra đơn. Sau mỗi đêm rồi chút tâm sự nhìn lại mình đã lớn.
Anh muốn thấy ấm no chứ không phải làm cho qua cơn. We get more, get some more, get some more. We get some more, get some more, get some more, get some more, get some more. Yeah, và em muốn gọi thì em cứ gọi, em cứ gọi. À, em muốn nói thì em cứ gọi, em cứ gọi. Yeah. Tôi Louis, Burberry, sao phải suy. Family, money, we that's how we live. Yeah. Ở đây là đâu? Ở đây là Quy Nhơn đúng không? Hồng Sơn hả? Hay ở đâu? DCOD. Ok, yeah. Riêng cá nhân mình thì mình cảm thấy cái bài hát này nghe nó khá là vô ha. Ý là nó không có gọi là quá là cầu kỳ như mình nói. Nó không quá cầu kỳ, nó không quá kiểu phức tạp. Nghe nó rất là đơn giản, kiểu bật lên mà nghe thôi. Cũng không cần phải đòi hỏi gì đó quá nhiều từ anh Son 7. Tại vì đây là một cái, mình nghĩ là một cái màu và anh số 7 vẫn giữ được, đó là rất là đơn giản, không cần gì quá cầu kỳ hay gì đó. Dạ, và đó là cái reaction của mình cho cái MV này. Mình không biết là cái MV này có phải là quay ở gọi là Quy Nhơn, Bồng Sơn gì đó hay không. Tại vì những cái bài hát của anh Son 7 hay nhắc đến Quy Nhơn cũng như là Bồng Sơn. Thì cái bài này thì nãy giờ mình nghe mình không thấy, à họ không có nghe thấy cái cụm từ đó. Mình nghĩ là chắc là cái MV quay ở đây. Ok. À, nếu mà mình có nói sai thì tại vì mình không biết nên mình nói sai thôi, biết sao giờ. Ok, và cái reaction của mình đến đây thôi. Và dành cho những ai chưa xem qua cái MV này hoặc là muốn xem lại cái MV này thì mình có để một cái đường link ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể click vào và ủng hộ cho Son 7 nhé. Ok, và cái reaction của mình đến đây thôi. Mong là mình đã đem lại một cái năng lượng gì đó tích cực cho các bạn. Hẹn các bạn ở cái reaction video tiếp theo. Ok, và như mỗi khi hãy nhớ uống nước nha. Và hãy lan tỏa cái sự gọi là cái năng lượng tích cực của bản thân của chúng ta sang cho những người xung quanh. Và peace and I'm out. Bye guys.